Cho anh đổi lấy 1.000 tiếng cười. Nếu em có thêm thời gian ở bên một người, thì em mang cho anh đổi lấy muôn vàn nhớ thương. Nếu anh có một điều mơ trong giấc mơ, lấy một vài kỷ niệm. Những giây phút anh và em đã từng bên nhau, từng yêu nhau đam mê như chẳng bao giờ cách xa. Nếu em không là một giấc mơ, thì anh sẽ luôn ở mãi bên cạnh, để mỗi ngày được ôm lấy em, được nghe tiếng em, được cười với em. Nếu em không là một giấc mơ, thì anh sẽ không sợ mãi thức dậy, sẽ không còn được nhìn thấy em, tìm quanh chính em mùi hương tóc thơm. Giây phút